cái đời đã tận diệt rồi, nên hôm nay chú thấy rằng á, thế giới này á, bắt đầu qua cái đám mèo này á, thì nó hỗn độn lắm rồi đó. Đó là cảnh cáo cho tất cả mình biết được cái sự việc hôm nay, tại vì ở mình chưa có, nên là nhiều khi mình ỷ y chứ nó bị một đi một cái 100-200 ngàn người như vậy là cái gì, ngày xưa đâu có bà con. Hôm nay thì bước qua năm mẹo này nó có nhiều cái cho mình thấy được rồi đó, cái đó là cảnh cáo mình đó, coi mình có giác không. Bây giờ bà con giác được nè, bà con hôm nay giác được nè, chớ đến khi mà đến cái nước của mình rồi bà con giác không có kịp đâu. Hôm nay cả thế giới rồi đó, đây tới còn nhiều chuyện dữ lắm chứ không phải là không có nhiều chuyện đâu. Khi nào mà cái con long ác nghiệt này chỉ có thầy mình thâu nó được mà thôi, chứ không ai thâu nó được đâu đó, thì trong giảng cũng có nói rồi đó, chứ không phải không, nó chỉ có thầy mình thôi. Nên mà tới trước tới giờ khi nào mà sấm nổ thì ổng giật mình, lúc đó mới có ổng xuất hiện ha. Còn bây giờ chưa có sấm nổ bà con ơi, chưa đâu ha. Tại vì ông ba ông nói là 5 năm 6 tháng cơ hàn, cái đời tới này đâu phải là sập trời hoặc là cái gì đâu. Đời tới này nó khổ là một là bắt đầu dịch bệnh, hai là đói đau không thuốc đó, ba là chiến tranh, bốn là âm binh đó. Âm binh cũng nguy hiểm lắm bà con ơi, rồi động đất, rồi sóng thần đó, rồi là thú dữ, rồi là các tà ma yêu quái đó, rồi đầu lư công chúa đó, nó xuất hiện ra rồi đó. Thần tiên mà còn phải trâu mài chứ đừng có nói là mình ha. Nên cái công đức á, tại vì cái công đức nó mới che chở mình được, tại vì văn thù Bồ Tát á, là chèo thuyền đó bà con cũng biết rồi đó, là vớt vớt những người có căn duyên đó. Chớ đến khi mà sống dậy không ba dậy rồi đó là bà con tu không có kịp đâu nha đó. Nên hôm nay đó thì ông Năm Chèo ông giấc này ông còn đang ngủ mà chưa tỉnh chưa thức đâu, khi nào mà sấm nổ rồi đó ông mới giật mình, ông mới dung dung mình là bắt đầu cù lao mới sụp bà con. Cù lao này nè chứ không phải cù lao nào đâu, nhưng mà vì cái trách nhiệm của thầy mình phải trở lại, vì ông ba ông xét đạo ông mới trở lại. Nơi là trong cái cù lao trưởng này là trên mộ ba, khu thờ ông ba và chùa Tây An Cổ Tự. Chùa Tây An Cổ Tự là nơi để mà hội hội các ngài để mà qua cái trường thi công đức, tiểu trường thi ở tại chùa Tây An, sau này sẽ có ra ra mặt là ông ba đứng đứng trách nhiệm trong cái nơi của chùa Tây An. Vì cái chùa Tây An này đó, bà con biết rằng đây là cái di tích của Đức Phật Thầy gốc mộc Lâm Chồi, Đức Phật Thầy đã nói trước rồi, nên sau ngày là Đức Phật Thầy nói rồi, sau Đức Thầy của mình ra đời năm 1939 thì cái gốc dầu trước đốn lâu rồi, sau này Đức Thầy ra đời mới mọc một cái chồi là cái nhánh đó. Ở đây thì người ta đã quan sát đúng rồi đó, nhưng mà tới khi mà cái cây dầu nó cỡ gần một ôm nè, ôm ôm không giáp nữa mà nó ngã, thì trong cái lúc ngã tiếp thu rồi mới ngã, mà ngã cây cây dầu này đó là nó là quyền diệu. Tại vì các ông đó là sợ cây dầu ngã nên các ông xiềng là bốn dây xích bốn gốc, tôi cũng chứng kiến đến khi cái dầu ngã xuống cũng như là mình cầm một cái cây sào, cái bắt đầu mình để nhẹ 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 xuống vậy đó, theo cái máy về hướng tây, cái hướng tây đó nha, cái bờ phía dưới của chùa đó, ngã xuống là ba cái cây kiển là không có hư cây nào hết trơn trời. Cái cây dầu là thiệt là bự mà ngã là không có dính một cái gì hết trơn trời, nó nằm cặp dưới cái chót chùa bờ phía dưới. Như vậy là bốn dây sắt này cũng đứt hết trơn luôn, bốn dây sắt mà mấy ông bác mấy chú đó là để xiềng trên đọt của cây dầu á, nhưng mà không có giông gió gì mạnh hết trơn hết trời, mà tự động cây dầu này nó ngã là ý nghĩa rồi đó bà con ơi, chứ không đâu. Cái đạo của thầy mình nó cũng có một ngày nó gạn tỏa rồi đó, nó chạy xuống, tại vì thú này nó dữ dội lắm, không có nương ai hết trơn, chỉ có người tu là nó mới cúi đầu thôi, còn nếu không có thì nó xé hết trơn luôn, không chừa ai người nào, nó vậy.
nên từ chỗ đó Đức Thầy nó hổ lang á thú muôn bầy đó, nó đủ loại hết trơn, cái con gì nó cắn mình cũng chết chứ. Có muôn bầy ờ nó cả 10.000 loại thú, tại Đức Thầy nói là có nha, chứ đừng nó không có nha, nói là có đó. Thì có động là lớp thì ác thú dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, cái đó là ý thầy nói như vậy là tranh đấu là lúc đó là nào là đầu lư nè, nào là giặc giả nè, mà hết hết giặc giả rồi thâu ngũ hành rồi đó, lúc đó mới mới tới phép quýnh phép à. Tới mà Đức Thầy thua thôi cái trời phạt thâu ngũ hành rồi đó là mấy 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 là quýnh phép, quýnh phép cuối cùng là đầu lư đó, đầu lư ra là bắt đầu rút việc là cuối cùng là đầu lư mới ra xuất hiện à, xuất hiện. Còn khúc đầu thì là đủ thứ hết, tại vì nó không có nói loại nào là loại nào hết trơn, nó là hoành hành luôn. Loại người của mình là cũng như là nằm ở trên cái sàn vậy đó, sàn 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 gì nè, sàn sảy cũng như là sàn viết gom lại cục vậy. Sàn khi nào mà không còn cái gì nữa hết trơn á là lúc đó mới bế, còn sàn được cứ sàn. Hôm nay chúng ta bị sàn này. Lúc này sàn ra ngoài nè, cũng như chú sàn lấy thóc á, lúc này đi ra ngoài vòng 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 nó xiết nè, lúc này xiết vô nè, nó xiết vô xiết vô xiết vô, cuối cùng còn nhúm thóc là xong ngay rồi là hết. Dạ thì cái đời mà Đức Thầy nó khi viết sấm giảng đó 1939 đó có phải là hạ nguyên nay đã hết đời. Mình nghe câu này nếu mà đúng ra mình phải giật mình chứ sao mà có khi mình không chịu tỉnh lúc này bác bảy. Tại vì mình mê cứ cho cái cuộc đời này này là sung sướng. Sung sướng cái gì đâu mà sung sướng, sung sướng mình ăn mà sung sướng đó, mình tất cả những cái gì cái thân mình sung sướng là toàn là cái đau khổ. Bây giờ cũng như mắt thì thấy sắc đẹp cũng thích, tai thì nghe âm thanh cũng thích, miệng thì ăn đồ ngon cũng thích, thân thì muốn sung sướng cũng thích. Bốn cái thích này rồi mình đi tới đâu? Bốn cái thích này là mình không bao giờ đi tới đâu được hết trơn nha, tôi nói với bà con vậy đó. Bốn cái thích này là mình phải cắt. Thứ nhất là cái cặp mắt mình nó dữ dằn lắm. Tu các nhà sư cũng vướng vào cái cặp mắt mà nhà sư mấy khổ. Chứ nhà sư tôi cũng kính nhà sư lắm. Mới tu á hạnh nhà sư tốt lắm. Tại vì tôi có biết rằng là thập tam ma đó. Tại vì thí dụ chú mới học lớp 1 là con ma lớp 1. Tôi có coi vào đó tôi biết. Học lớp 2 là con ma lớp 2. Nó lấy bằng với nhau để còn các nhà sư là ma dương. Các nhà sư là ma dương theo khóa. Còn mình ở đây là từng lớp 1. Thí dụ mình được lớp 7 là con ma lớp 7 theo. Nó cân bằng, nó phá cân bằng chứ không có phải nó lấy cái cao mà nó phá cái thấp. Nó cũng cân bằng dữ lắm nha. Nó lấy cái bình đẳng nó đi, ví dụ mình lớp 10 là nó cho con ma lớp 10 theo. Để tầm xứng coi cái mình ngang nhau coi chịu nổi hay không. Ví dụ còn nhà sư các sư là ma dương ba tầng. Tại vì tôi coi thập tam ma thì tôi biết. Từ cái chỗ đó mà tại sao các sư lại rớt ghê lắm, cũng do gì? Do sắc. Các sư bị sắc không? Danh lúc đầu các sư không có danh. Tu đó mới vô tu không có danh. Đến chừng lên rồi đó, lúc đó mới khổ nha. Tiền. Bắt đầu tiền danh nè, danh rồi có danh mình có danh nè. Lợi là tiền chứ gì? Lợi. Tiền vô quá nhiều. Rồi sanh ra gì? Sắc. Cái con sắc đó nó thấy ông sư này tiền nhiều, nó vô nó bám. Bám á, bám dữ lắm á, bám không tha luôn đó nha. Nên từ chỗ đó sư mới gớt thôi. Chứ tôi, người tu bình thường là tôi xét sư là người chân chánh dữ lắm. Tôi nói mấy chú vậy đó, tôi kính sư dữ lắm, không phải không kính đâu. Nhưng mà sư vì gớt cái bẫy sắc này sư mới chết. Tại vì câu hai nói danh lợi tình mà ba cái này mà dướng một cái cũng chết. Nên từ chỗ đó tôi sợ dữ lắm. Tôi sợ danh lợi tình vậy lắm. Tại vì tôi không có muốn vô phô trương đâu. Hôm nay tại tôi nói gì tôi cũng không muốn nói nữa. Nghe nó cái bẫy sợ hay không? Bẫy con trên, con chim nó chết nó muốn ăn phải không? Đúng, bẫy. Đúng rồi, ghê à, lắm. Người ta chết gì cái đó ha. Tôi xét dữ lắm à. Nhiều khi là cái bản thân tại sao tôi không xài.
tôi không ăn hút, mà tôi nén để gì, để tích lũy cho những người ta còn đang quá khổ. Đó là tấm lòng tôi từ xưa đến nay nha, chứ không phải mới đây đâu. Tôi nhiều khi tôi thấy mấy ông sư mà hút thuốc thì tôi cũng sốt ruột chứ lắm. Tại vì sư đó thọ đằng na thí chủ mà, tại sao sư đốt thuốc là đốt tiền chứ gì. Sư hút cái giới đó là sư nặng dữ lắm đó. Tôi là người ở tại gia mà tại sao tôi không hút. Tôi không hút. Tôi gặp sư hút rồi tôi nó sốt ruột mà tôi không dám nói. Có một lần nọ tôi có nói với ông sư, tôi mượn người ta nói, mà tôi nói mà tôi mượn người ta nói, tôi nói sư tu sao sư còn hút thuốc. Cái sư bỏ thủ, sư nói cái gì cũng bỏ trên, hút thuốc cũng nói. Rồi tôi không dám nói luôn, tại vì sư bỏ thủ rồi ha, sư tôi không dám nói luôn, tôi chỉ khuyên bằng cái cách nhẹ thôi. Tôi mượn người ta nói chuyện với sư thôi, nhưng mà sư bỏ thủ ra tôi lắc, tôi im lặng luôn ha. Mình thọ người ta đàn na thí chủ là nặng dữ lắm rồi đó, là thêm một giới nữa đó. Mình ở đây là bốn giới nè, còn nhà sư là tới năm giới đó. Đó thọ người ta rồi phải trả đó. Còn cái này hút thuốc là đốt tiền chứ gì ha. Mà sư mà cầm điếu thuốc hút rồi nha, tôi sốt ruột vô cùng luôn, mà mình đâu có dám nói, tại vì người ta ý người ta rồi, mình đâu có cái quyền gì mình nói. Mình tóc rong tóc riêu mà làm sao mà nói chuyện với các sư được, ví dụ như đó. Nên mình im lặng mà điều mình sốt ruột. Thầy mình dạy rồi, cái mình thấy cái ông sư này không có xứng đáng giàu ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật. Cái tăng đoàn của Đức Phật nó không phải gì đâu, tại vì mấy ông phá giới rồi, phá giới của Phật rồi, mấy ông không có biết. Mấy ông nói mấy ông gì là ngon, mấy ông ổng nói là Phật tử cúng, Phật tử cúng là chuyện của Phật tử, còn mình hút không là chuyện của mình. Chứ đâu phải mình cứ bảo thủ mình nói Phật tử cúng cái mình hút, rồi Phật tử cúng gì mình ăn lấy sao, mình nói gì đâu có đúng, thấy không? Giới là mình giữ, còn cái Phật tử là Phật tử, cái chuyện của Phật tử. Bây giờ nè, tôi nói các vị thần nè, ở đây tôi cũng nhìn dữ lắm. Các vị thần cũng như là phụ nguyễn trung trực, mỗi một năm như vậy trong gạch giá cúng hàng trăm hàng ngàn con heo. Đó là tại mình gây là mình chịu nha, chớ quan thử đẳng ngài không có dính vô nha. Tôi nói trước nha, mình cúng là mình nha, còn ngài không có dính vô chuyện này nha. Đó, ngài là trách nhiệm là độ mình, chứ không phải ngài bắt buộc mình phải cúng. Cái này là tự mình cúng, tự mình làm, tự mình gieo, tự mình chịu nha. Quan thượng đẳng đại thần ngài không có dính chuyện này nha bà con, tôi nói trước nha. Đó, cúng thấy đem lại kình mình thấy đau đớn gì lắm, tại vì mình lời của thầy mình nói đó, rồi cái mình xét qua bên đây đó, mình thấy nó đau đớn gì lắm. Mình nói là quan thượng đẳng đại thần, mình nói mình cúng vậy là có lòng với ngài không? Không có đâu nha. À, người ta đem một cái quả cây, người ta đem một bó nhang, người ta đem lại miếng bánh cúng ông xứng đáng cao thượng đó. Còn đem heo đem này kia lại cúng là tại mình gây là mình chịu thôi, chứ ngài không có vui đâu nha bà con. Dạ, tôi biết là ngài không có vui đâu, hôm nay tôi nói rõ. Dạ, dạ. Này, chú Bảy nói này là rõ ràng. Đó, tôi thấy hồi đó giờ cúng ông cụ Nguyễn đó nha, năm nào năm nấy trong gạch giá nói hàng trăm hàng ngàn con, mà sốt ruột chứ lắm bà con ơi. Mang cái danh như vậy ông không có chứng đâu bà con ơi, tự mình làm tự mình chịu. À, mình làm ăn có là tại vì cái duyên nghiệp mình lúc trước mình bố, bà con bố thí nè, hay là bà con phải hiền nè, đức nè, bà con phải biết thương người nè, mến giặc nè, rồi bắt đầu bà con có cái hiếu với ông bà cha mẹ đi, rồi đó là bà con tu nhiêu đó đi là đủ rồi đó bà con. Phật chứng bà con được rồi đó. Còn bà con bây giờ á, hôm nay đã tam thiên lục bá là 3.600 mối đạo nha bà con. Bây giờ nó đầy hết trơn rồi nè, bây giờ nó ra mặt hết trơn rồi nha bà con. Nó ra rồi đó, bà con coi chừng đi ra ngoài nhiều chừng nào bà con bị sụp bẫy nhiều chừng đấy. Tại vì nó làm cho bà con mê mang vậy lắm. Bùa mê mà Đức Thầy nó bùa mê là nó dụ người, nó đang dụ. Thì bây giờ nó đang dụ người nào được là mừng người đó. À, tại vì cái tín đồ giáo hòa hảo của mình hôm nay là nó cũng đông lắm rồi. Yeah. Nhưng mà coi chừng nó rụng lằn giết rồi, không còn được nhiêu đâu. Lọc lừa đó, 10 mà phần còn có 1 phần mà thôi. Thì tôi ngồi tôi suy nghĩ đó, tôi nói tàn ơi, bây giờ 10 người mà còn có người bắt đầu tôi mới xét.
trong người này có mình hay không nữa. Nếu mình hơi hà chút thì mình cũng lọt người ta thôi. Nên từ chỗ đó là mình càng càng biết sâu vô thì càng giữ giới lực, càng tinh nghiêm hơn nữa. Biết mà để sửa, biết mà để hành, chứ không phải biết mà bỏ. Cái nhận của tôi nằm ở chỗ đó. Dạ. Mình biết là mình phải càng sửa, biết là cái càng hành, chứ không có hơi hà. Nếu bà con hơi hà chút, bà con cũng giặt niêm như thường thôi. Đó, tôi thì nói vậy. Dạ. Tại vì bây giờ nó là nó bây giờ nó phủ mình hết trơn rồi. Mà mình nếu hẻ một chút xíu là ló gió nó lọt vô liền. Cái tâm mình mà nó hở chút xíu là nó có xen vô liền. Dạ. Nó không có đâu xa mình hết trơn, nó kế bên mình không. Nó kế bên mình, sát bên mình không. Trong gia đình nè. Trong gia đình mình luôn. À, trong gia đình. Nó phóng vô. À. Nó phóng vô đặng nó hại nó biết cái gia đình này có người tu à. Chân chánh nè, bắt đầu nó phóng vô à. Nó phóng vô, nó làm cháu, nó làm con ừ. Nó làm anh, nó làm chị, nó làm ông bà, nó xen vô, nó để nó phá. Đó là tôi có coi trong cái bộ kinh đó, đó. Bởi à. Vì tôi mới biết. Bởi vì trong cái gia đình của mình nè, nó khó tu dữ lắm. Mình phải xét cho kỹ. Cái gia đình của mình đó, là nó đó, nó chướng ngại dữ lắm. Nên mình phải từ gỡ trong gia đình này. Nếu mà mình gỡ được là nó quá phá mình tiêu đó. Dạ. Nó trong đâu xa thì tôi biết vậy đó. Thì là cái thời kỳ này là tam thiên lục bá giáng lâm trần xuống hết trơn đó. Giờ dạ. Xuống hết trơn đó. Mà sau ngộ cái đặng Covid rồi đó bác bảy, ba ông nói là thương ba năm không trợ nhóm chiều, nhà không ngỡ niệm gì nam mô, mà tại sao có 2 năm mà là cái đợt đó có 2 năm là chợ không, là không dám chuyện chứ là chưa có được 3 năm đó có phải không? Cái đó là chỉ mình cho gì thôi chứ chưa có tính đến chưa, chưa có đến giờ chưa đâu. Ồ. Chưa đến giờ đâu, chưa đâu, là chưa hay. Chưa, tôi biết, nghĩ rằng là tôi quá xét chưa đâu. Ý gì mà còn cái này là chỉ cái nạn của chúng sanh chút xíu mà thôi, cái nạn nha, chứ chút xíu mà thôi. Còn cái giấc của ông ba nói là nó gấp trăm lần, không phải một lần gì đâu. Đó. Thì tôi nhận đó. Tôi nhận câu lời của ông ba rồi, 5 năm 6 tháng thì nó kéo tới luôn. Nó kéo dài tới từng bước. Cũng như con ốc mình dặn hoài. Mới đầu tiên dặn vòng, 2 vòng, 3 vòng, tới 10 vòng, tới 15 vòng thì bước ốc rồi. Đúng tới số 15 là bước ốc rồi, xong có gì đó. Nói là vậy thôi. À, vì là cái ý của huynh bảy nói là 3 năm này là nó chưa tới. Cái đó là chỉ cái nạn của chúng sanh chút xíu mà thôi, chưa đâu, không nhầm gì đâu. Trời ơi, còn dữ lắm ông ơi, còn ngàn điệp luôn. Nhưng mà mình nghe nói là hiện bây giờ đó là ở bên Ấn Độ nó một cái bệnh kỳ lạ đó, bị trong cái nó gọi ăn thịt người gì đó, nó có xuất hiện. Cái đó là nó biểu hiện cho một cái sự bệnh dị kỳ hay sao bác bảy? Thì bây giờ đó là nó là trăm ngàn cái bệnh chứ đâu phải một bệnh. À. Một cái bệnh của chúng sanh, một cái nước nào nó tùy theo nước đó, cái nước bị trước, cái nước bị sau, cái nước bệnh này, cái nước bệnh kia, cái nước khổ này thế này, cái nước khổ thế kia, chứ không phải trùng một cái. À, cái đó là cái nhân, cái nhân của cái chúng sanh trong cái nước đó. Cái quả đó, nếu cái nước đó mà cái người lãnh đạo, cái người dân ở đó mà nó làm cái gì đó thì nó sẽ bị cái quả đó. Còn cái nước khác thì nó làm cái gì đó nó bị cái quả khác, chứ không phải trùng với nhau. Dạ, dạ, hay quá. Từng nước nó sẽ bị cuốn vào trong cái lực nhân quả. Ví dụ Việt Nam mình nhờ cái gì? Nhờ có thầy ra đời. Dạ. Nên Việt Nam mình hôm nay đó là biết được niệm Phật, biết tu nhiều. À, nên từ chỗ đó mà cái nghiệp của chúng sanh nó chưa có xiết. Nó chưa có xiết hiện bây giờ. À, đó là được hưởng cái phước thừa của Phật đó. Dạ. Hôm nay mình đang được hưởng phước thừa. Rồi bây giờ mà mình hưởng phước thừa của Phật mà mình không có chịu tu tiến thì nó cũng sẽ đi đến như người ta mà thôi. À, tôi thấy vậy đó. Ha. Dạ. Nên mình phải đáng cố gắng. Hôm nay nè, mình được hay không là lúc này nè. Xiết lúc này nè, chạy nước rút nè. À. Bây giờ bà con đừng có nghĩ của này là của mình, không có của mình đâu bà con ơi. Thôi, bây giờ các bà con nặng tay chút đi, ha. Giác ngộ lại đi, ha. Tiến hóa thêm nữa đi. Còn cái nghiệp của chúng sanh của mình á,
nó nặng dữ lắm bà con ơi, sơ sơ không có giải nổi ở đâu nha. Mà bác Bảy hồi đó giờ cái tuổi của bác có vụ mà bệnh gì mà ăn thịt người là ý vì sao bác Bảy? Cái đó là do cái nhân quả của cái nước đó. Dạ. Cái nhân quả của người đó chứ đâu phải hết trơn thế giới này đâu. Nhân nào thì nó dính quả đấy hả? Chứ bây giờ Việt Nam mình là chú thấy thoải mái chưa? Chưa. Việt Nam mình chưa đâu ha, chưa có bị đâu. Nên bà con nhiều khi ý gì nha. Cái đạp Covid ở đây là ở đây có trà và bắt có ra đường được không? Có, cũng đi lum chứ vậy đâu có gì. Đạp Covid là mình được đi thông thả ở đây. Đi. Còn nghe nói Sài Gòn vắng là lúc đó bác biết không? Biết chưa? Thì cái đó cũng do cái nhân quả của chúng sanh thôi. Dạ. Trả nhẹ thôi, chưa đâu. Nhưng mà con hai nói cái này tôi thấy hết sức là ghê gớm. Dạ. Nam Giang lại với Sài Gòn. À. Tuy rằng đông đảo mà không có được bao nhiêu người. Tại vì ở thôn mình nè, tôi nói ở đây 100 thì được 10 người. Là ở nơi địa phương mình, cái người địa phương mình đó, nó hiểu được cái chánh pháp, nên nó tránh qua tránh lại nó mới khỏi được cái dòng đó. Còn ở Nam Giang với Sài Gòn lúc này đó, nó ăn chơi, nó không có biết gì chơi cái trời á, nó không có biết thương gì chơi cái trời á, nó cứ tối ngày nó chỉ biết làm có tiền rồi nó ăn chơi không, nên là 10 người nó chỉ 100 người nó chỉ được có một người Sài Gòn Nam Giang, tôi nhận đó. 100 mà nó có được có một người mà thôi. Còn ở mình ở đây đó, 100 thì được 10 người. Tôi có phân rồi đó. Tôi giác rồi đó. Dạ. Tại vì con hai nói rồi bắt đầu tôi mới giác liền. Tôi mới nói nè. Tại sao Nam Giang Sài Gòn là nó ít thôi. 100 mà được có một người rồi bà con ơi, không có nhiều. Tôi nói thẳng luôn. Khổ sẽ đến đây là Sài Gòn. Nó sẽ khổ gấp 100 lần ở địa phương mình nè, nó đi trước hết trơn luôn nè. Vậy thôi, tại vì lúc này người ta sung sướng, ta không có biết cái đạo là gì, ta không biết cái gì hết trơn trời, ta chỉ biết có tiền, ta sống sang trọng thôi. Bác nói cái này là mới cái nước ngập cũng ghê gớm lắm. Cái chuyện đó cái chuyện nhỏ. Nhỏ luôn nha. Không có gì chân á. Nhưng mà cái câu ông ba nói Sài Gòn gia định thảm sầu, nước đâu mà chảy rung cầu ngập cây, như vậy là về Sài Gòn gia định này sau này thảm sầu á. Thì đó hồi nãy tôi nói đó. À không, cái bác nói cái này là giống như cái lời 100 á thì được có một người mà thôi. Còn ở thôn mình đây gì nè, thấy vậy đó, 100 mới được 10, được 10 là quý gì lắm rồi đó nha. 1 triệu thì được có 100 mà. Thấy ghê ha. Ghê lắm á. Cái cầu ông bà ông muốn có thiên kỳ cho biết là sau này là cảnh khổ gì đó. Nãy con hỏi bác đó là bởi bác nói chưa tới là 3 năm mà không trở đến chiều nhà không đỡ. Có đâu, cái đó chưa đâu, chứ gì đâu. Bây giờ mình còn ăn sung mà sướng có gì đâu. Bây giờ còn... Có gì đâu. Bây giờ ông nhìn coi có ai đâu mà lo gì đó. Cái lời Phật Pháp rất là vi diệu mà ít có ai chịu coi. Không, đó, không có uy viên. Không viên. Không có uy viên. Cũng... À, ông bà ông nói câu này rồi bác Bảy đừng mình kết thúc cái đề tai họa chờ xuống chốn lăn xăng, nạn nước lửa nạn thằng ôn dịch rồi như vậy là nạn trái ban thương thằng con nít, nạn chìm ghe lão báo bất tồn, như vậy là nó tới chưa mà bác thì ở đây thì chú nói thì tại vì ông ba ông nói cơ không à. Dạ. Cái đó thì bắt đầu nó lăn bánh rồi đó. À. Nó lăn rồi đó. Sau này nó nhiều chuyện dữ lắm mà ông cậu hai ông nói cái với thầy mình nói đó, lúc đó cái hồn mình nó đã mất rồi, cái con người mất hồn rồi còn gì đó. Dạ. Con người khúc cây thì đó, lúc mà mình sẽ sắp mất hồn thì tôi nói nhiều thôi. Dạ. Mất hồn là cũng như người cũng như là thực vật không có biết gì trơn, con người cây với cối thôi không hiểu gì trơn trời, đó là hồn vía nó mất hết rồi, chiếc vía mà hồn mình đi mất tiêu trơn rồi. Nên thôi bà con cũng gắng mà trong cái kiếp chót này thì bà con gắng cố gắng mà nghe lời thầy, ai nói gì kệ người ta, thiệt á. Mình theo thầy thì mình cứ theo thầy mình đi,
Đức thầy liễn cái phao cho mình á, là vớt cái phao mình để ôm vô lội vô bờ, anh em mà lội vô tới đó anh em không muốn lên bờ thì tùy anh em, người nào Đức thầy cũng cho cái phao hết, lội vô tới mé rồi anh em muốn bước lên bờ đi thì đi, còn không đi nằm dưới đó chịu. Thì tôi nói nhiêu thôi, thầy của mình là thương hết trơn, cho một người cái phao hết, rồi liễn đó, rồi ôm phao mà ví dụ lên cái mé bờ này, người ta không có duyên với thầy thì người ta không có đi nữa. Còn mình có duyên thầy thì mình đứng dậy cái mình đi đó là mình đi theo thầy đó. Còn cái người ta không có duyên thì thầy cũng cho người ta cái phao vậy. Nhưng mà lội vô té mé nằm để chịu chứ không có biết gì nữa, ý nghĩa là vậy. Là cái người tu nó nằm chỗ đó đó. Còn mình biết thì mình đứng dậy mình đi. Đi theo cái chánh pháp của thầy, đó là mình đã có duyên với thầy. Thì tôi á, lúc nào mình bà con ơi đừng có nghe người ta nói chỗ này chỗ kia, thầy mình không có đâu bà con ơi. Ở đây thì tôi cũng nhắc nhở bà con ha. Tại vì thầy đã nói trước rồi về tại nhà Đức Ông rồi, là chuyện đó là thầy đã nói rồi ha. Nhưng mà hôm nay chúng ta có duyên với thầy cũng như là pháp là thầy với mình để lại cái gì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở đây là một cái tiếng đàn của thầy. Đức thầy ra đời, Đức thầy đàn một cái tiếng đàn lên thì tất cả tâm hồn cũng nhiều kiếp rồi có duyên với thầy đó là nó nghe mê mẩn. Đó là tôi cái sự tôi nhận đó nha. Ví dụ thầy giao một cái bản đàn thì bắt đầu tôi nghe cái tiếng đàn của thầy thì tôi đã nhớ nhiều kiếp rồi, đã có duyên với thầy rồi, bắt đầu mình nương theo thầy liền đó. Chứ không bao giờ bỏ ý của tôi hồi đó tới giờ, tôi nghĩ vậy đó. Đức thầy đàn nha, đàn một tiếng đàn tuyệt diệu nha, tuyệt vời, chứ không phải là ấy đâu ha, cũng như là Tử Kỳ với Bá Nha vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Tiếng đàn của Đức thầy là như vậy đó, đàn lên rồi những người nào có duyên với thầy rồi là nghe được hết trơn luôn, còn không có duyên là không có nghe được cái tiếng đàn của thầy. Tôi nói vậy đó. Thì hôm nay thì anh em đến cái clip này thì để trò chuyện thôi, chứ không có nói gì nhiều về vấn đề thiên cơ hay gì hết á. Hôm nay tôi cũng khuyên cho bà con cô bác trong nước và ngoài nước, một cố gắng ha, mình phải trước nhất con người đạo làm người là mình phải hiền, rồi mình phải có cái lòng từ bi, rồi mình phải có cái tâm, rồi niệm Phật, cái tâm của mình niệm Phật, lúc nào mình cũng phải cố gắng nhớ tới Phật. Tại vì trong cái thời kỳ này là chỉ có cái pháp môn tịnh độ, môn niệm Phật là cái pháp môn tối thượng. Nên bà con gắng cố gắng niệm, đi đứng nằm ngồi gắng niệm chứ quên không đợi thời khắc. Ở đây thì bà con cứ cố gắng nha. Ở đây thì tôi cũng có đôi lời cũng nói với bà con, thì ai còn cha mẹ đó gắng cố gắng phụng dưỡng cha mẹ, sáng giếng tối thăm, dù mình nghèo thì giúp nuôi cha mẹ cái cảnh nghèo, giàu nuôi cảnh giàu, chứ bà con đừng có bỏ cha mẹ sống bơ vơ. Như vậy thì bà con làm cái hiếu đó đi, rồi bà con được cái hiếu đó rồi đó, bà con cũng dễ tu dữ lắm đó. Bà con lúc nào cũng vậy, thầy cũng nói là hiếu nghĩa di tiên, là con người phải có hiếu, thì bà con phải cố gắng để làm cái hiếu cho trọn đạo trong cái kiếp này. Bà con thấy với cha mẹ sống mà nếu mà mình người con mà không vào ngó cha mẹ thì cha mẹ đau khổ dữ lắm. Thì không có nói cho cha mẹ buồn dữ lắm, chứ không phải là vui đâu. Tại vì bà con nói tôi nghèo quá, tôi gán lo làm để cho tôi sống rồi thăm cha mẹ chừng nào cũng được. Bà con đừng nghĩ vậy, cha mẹ lúc nào cũng trông con dữ lắm, già rồi trông dữ lắm, trông để lợi để trò chuyện với con, vui vẻ với con đủ rồi. Còn mình có tiền thì giúp cho cha mẹ tiền, nghèo thì giúp kẻ nghèo, giàu giúp kẻ giàu. Bà con đừng có bỏ cha mẹ bơ vơ, đau khổ lắm bà con ơi. Tôi biết vậy đó, tại vì tôi cũng làm con rồi, cha mẹ tôi cũng nhận được. Hôm nay tôi thấy là tôi cũng chưa có tròn cái nhiệm vụ cho nó cao quý, nên hôm nay tôi xét lại thì bà con hãy gắng cố gắng. Cái lời tôi nói đây là sự thật, tại vì tôi xét rồi tôi mới nói nha bà con.